Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay có một chút thời gian rảnh rỗi nên mới quyết định làm cái clip này để nói chuyện với mọi người cũng như là chia sẻ cho mọi người về một số bí quyết về vấn đề tăng cân của Bông trong thời gian gần đây. Thì trước Tết thì với khối lượng công việc này vừa học vừa làm rất là nhiều, vì thế là mình ăn uống không điều độ, ngủ không được luôn. Vì thế là mình bị tụt đến 5 cân đó mọi người. Mình rất là buồn luôn, đăng hình lên Facebook thì mọi người cứ chê là tại sao lại ốm như thế. Thì mình có than thở với một chị bạn và chị giới thiệu cho mình một cái sản phẩm mà chị sử dụng, chị cảm thấy ok, chị cảm thấy chị lấy lại được vóc dáng ban đầu mà không bị tụt cân sau khi mình ngưng cái sản phẩm đó. Thì mình cảm thấy ôi cái sản phẩm này rất là sao mà hay đến vậy, thì mình có kêu chị giới thiệu, thì mình cũng tìm hiểu và mình sử dụng được một thời gian thì mình cảm thấy cực kỳ hiệu quả luôn, nên hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho mọi người có thể sử dụng. Những bạn nào mà khó tăng cân này, ăn không được, ngủ không được thì mọi người có thể sử dụng cái em này. Thì Bông muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là sản phẩm Tamino đó nha mọi người. Đây là em Tamino. Thì em này thì mình trước khi sử dụng thì mình cũng đã tìm hiểu về thành phần và công dụng rồi, thì mình cảm thấy ok, các nguyên liệu hoàn toàn là tự nhiên này, và ngoài ra thì có whey protein được nhập khẩu từ Mỹ nữa nên mình hoàn toàn yên tâm luôn. Và cái em này được cấp phép bởi Bộ Y tế, có cái hộp bên trong là như thế này nhé mọi người. Đây, thì bây giờ Bông sẽ cho mọi người xem cái viên uống bên trong của em nó là như thế nào nhé. Đây nha mọi người, nó có dạng viên nén như thế này, cực kỳ dễ uống luôn. Một ngày thì mình chỉ cần uống 2 viên là tốt rồi. Thì cái hộp như thế này thì mọi người sẽ có thể uống được 15 ngày. Một ngày 2 viên thì liệu trình của mình là 4 hộp trong vòng 2 tháng là mình có thể tăng cân rõ rệt rồi. Thì Bông sử dụng được 2 tháng và Bông lên được khoảng 4 kg. Thì với 2 viên thuốc như thế này thì mọi người có thể sử dụng sau bữa ăn 30 đến 1 tiếng là được nha mọi người. Thì điều đặc biệt mà Bông thích ở em này là chính là khi mà mình ngưng sử dụng sản phẩm này rồi thì nó không hề gây tụt cân trở lại, thì nó không hề bị tăng cân ảo này, tăng cân mọng nước này, mà nó sẽ giúp cho mình ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, sức đề kháng nhiều hơn, thanh lọc cơ thể của mình này. Vì thế là nó sẽ giúp cho mình tăng cân một cách hiệu quả luôn. Khi mà mọi người mua cái sản phẩm này thì mọi người sẽ được tặng kèm 2 cái phiếu như thế này, và một phiếu này là phiếu bảo hành nếu mọi người phát hiện trong thành phần có chứa corticoid, đây là một thành phần không hề tốt cho sức khỏe của mình, thì mọi người sẽ được đền đến 10 triệu đồng nhé mọi người. Đây là một điều mà tạo lòng tin cho khách hàng và Bông cực kỳ an tâm. Còn đây là cái phiếu giảm giá voucher 50 ngàn đồng thôi. Thì nếu mọi người có tham khảo muốn sử dụng ai gầy lâu năm thì mọi người cũng có thể tham khảo thêm cái em này nhé. Thì Bông đã sử dụng một thời gian rồi và cảm thấy tốt nên muốn giới thiệu đến mọi người vậy thôi. Mọi người có thể tham khảo và sử dụng thì mọi người ở video lần sau nhé.